Phật tiên ở cõi hư không. Tâm thành bái thỉnh nghệ không văn con thỉnh mời Phật thành này đáo chứng đạt từ duyên thiên nhiên mời mẫu đệ nhất thiên thiên thành vân công chúa thượng thiên về tuôn quê đất phủ dày vần cát thôn quê tiếng tin bản nhà này hỏi chật từ ngang xạ lượt pháp rơi mong muốn chư Phật thầy đất xa văn thành ý phương ngân chư Phật thiện toàn thân Nam Mô Nhang Vân cũng rằng Bồ Tát Ma Ha Tát Nam Mô Nhang Vân cũng rằng Bồ Tát Ma Ha Tát Nam Mô A Di Đà Phật. Thật ra hồi cung đi nhi địa tiên cung thỉnh mời thanh mẫu đệ nhi địa tiên tích xưa mẫu ngự trong đền ở dòng sơn. Chiến đàn này ngạt nô nhiệt minh hướng ra du từ mẫu nữ vô hương hóa nội đắc thanh hương kim cương nhật chú biến thập phương Nam Mô Nhang cúng dạng Bồ Tát Ma Tát Nam Mô Nhang cúng dạng Bồ Tát Ma Tát Nam Mô Nhang cúng dạng Bồ Tát sẽ đoàn thanh ca hồi cúng để tam thanh kiên mời thanh mẫu đệ tam xích lân lòng nữ ngự đền tùy cung sớm kết loạn phòng tràng hình duyên sớm chết loạn phòng thảo mai tiểu tuyết đem lòng xeo oan dây hương thỉnh hương sứ tuệ hương giải thoát chi kiến nhang quang vinh vân đài nghiền pháp tơ cúng dạng thập phương vô đường Phật nhang mô thần vào yên trung kiến đàn cầm ngũ chân nhang Nam Mô Hương Vân cúng dạng Bồ Tát Ma Tát Nam Mô Hương Vân cúng dạng Bồ Tát Ma Tát Nam Mô A Di Đà Phật sẽ đoàn thanh ra hồi cúng chuyên gia thánh tông có lệnh chuyển ra các quan thị bộ cũng là chữ dịch nghe gió phạm lam thành ngô minh gió phạm lam thành nghề đánh đông xẹp bắc việc ngoài bình nhung sống subscribe
Truyền phán các quan ông về, truyền phán các quan tả văn như võ tướng bác đạo đàn lệnh, truyền phán võ đôi hàng thiên binh văn mã học cò kéo ra cơn vàng cây trên trung tâm dòng nhang khai quang thâm cờ diệu khai quang chúng lên đấy ngã thích tăng cúng giang kim phục hoàng thân cận thành đế tiên cung văn sướng dâng nên ngày lành văn sướng dâng nên đức ngọc tàu đôi chép biên rõ ràng vì cho đôi chữ trường sinh mộng đi mãn tuần
định xuất thế thác định sinh nghe chất thị nghe tôn vương dung mi được mạo được đường sơn thanh ra hồi cung đưa chân thi mở mang nam hải đức đệ tam dòng dõi kim chi sa mã truy tì bạc phe hồi cung ngoài đường hoàng thiên vương cô đệ nhất đức mạc danh là đất đi sầm oanh và hồi cung quyết chi phụng tòng vương cô đôi quyết chi phụng tòng nhiều lời cầu đạo nhiều lời phụng hồi cung tờ mờ trông ra ngoài cửa biển tờ mờ nhìn thiệt thoại cô bé lững lờ biến ra ra hồi cung lấp lánh giang khê thuyền này lòng lánh giang khê thì thờ cậu bé cửa ông nghi treo về ra hồi cung vương tam quang chiếu nghi mau là thế giới phật nguyện soi soi nổi nam thiên đình thanh ra hồi cung chúa mương dâng văn ni tam thi chúa mương nghi tình mời đệ nhất tây thiên ni chúa ngự đồng cổ triều đình ni trần lê sắc phong nghi thượng đẳng ni hiệu đề tối linh trên tây thiên tam ma đạo địa linh quyền hoàng gia đại đình tam đảo quê nhà đi đại đình đào quê nhà từng gieo trúc hoa dương ra tốt tươi được non còn nhớ ơn người kỳ à dân sinh ra thánh tử quý thân
cân vì ơn người đạo đức tôi đi. Có nỗi Tây Thiên dõi truyền thiên hạ ứng liền. Sơn tình là nơi sở tại có một người khi gái khôn ngoan bầu phò cho phục vợ sự coi nhàng. Có núi Tây Thiên gì đi, hồ Bát Nhã thời thời Bát Hồ có nước vàng này, nước nghe bạc như ít như có cầu có nước sông truyền đi. Dâng lên tam vọng mười phương độ trì, tay dâng nhang miệng nguyện từ bi. Bài sai đố triệu lưu tung, làng ân làng ai vô dòng sơn cha. Ngày sông ai đi cùng ta, ngôi lao quả ấy ai mang đi cùng ta, ngôi lao quả ấy ai đem đi cùng ta. Sông nhà khai quang thập cờ diệu, khai quang xứng đền đi ngã thích tăng cung giang kim phục hoàng thân thật thánh đế tiên cung vương ý. Đốt đi đuốc nên nó sáng soi phát biệt dần ra, đốt 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 đuốc lên non sáng soi biệt giật thế, xây trong lòng biệt soi về dưỡng giang, xoay sóng làm biệt soi về đến nơi. Súng đăng ai, súng đăng ai thấp hoàng bên lầu, của tôi xuân sắc tốt tươi dương già. Trên ngàn, lên trên ngàn, mùa đăng ái hoa.
chư bà đốt đuốc vào xa dịp chiều lên trên ngàn múa đăng ngái hoa chư bà đốt đuốc sớm chiều pháo xa lụa dày bồng lộc cho lắm về đây cho nhiều bán cho dài nhật sang yêu bồng lộc cho nhiều hơn năm ngoái năm xưa họ hoàng con khuya dược phục thơ 30 mùng 1 14 hôm rằm 30 mùng 1 hôm rằm 14
dương già tốt tươi nước non còn nhớ ơn quê nhà đền lập thao cao mãi quê nhà anh ra hồi cũng người đồ dân văn ni chú bói nguyệt hồ nguyệt cao sơn bạch mã là người thân xa cao mãi sơn hồ lâm thao cao mãi sơn hồ anh ninh chắc giang ni chùa bà đề tam mình thanh xa hồi cũng thác bờ dân văn ni kiên công chúa nghi thác bờ nghi hòa bình mẫu ngữ một mình chúa trông coi thanh xa quay về tới thạch hà ghé qua chuồng bát ni chúa bà lộc hoa chúa tiên đinh ứng thiện hoa mình giá ngự nghề trên tòa sơn trang voi quỳ hồ phục quý hàng nghề ý bao
lần mình ra chặt mình vẫn vương nghi thế giặc quá mạnh mình phi thường đấu tranh cùng với khôi nguyện nước có tên thượng ngàn nơi đây tiến cảnh trời ban sơn đi nấm cảnh đẹp mê tại tan quai hùng chúa bà giá ngự ung dung nghe lộc nghề hoa công chúa một vùng kinh yêu ý
chúa mới ban ra một phương hội họp để đảng hành bán cho tin tốt đùa dày phòng lộc cho nắm về để đánh thêm nhiều bán cho dài nhật sang yếu phòng lộc cho nhiều hơn năm ngoái năm xưa thành đồng con kia sớm phục thờ 30 vòng một người tứ hôm cầm 30 vòng một hôm rằm 14
đây núi rừng còn vang tiếng chim ca. Chùa là lá hoa ngàn ngát hương, từ hôm nay con hát điệu dân ca cho lòng đời lòng thêm nhớ thêm thương, cho lòng đời lòng thêm nhớ thêm thương. Chân Chúa đi rừng nhiều đường lắm nỗi, này này ơi, Chúa đi chọn nỗi này, đi chọn nỗi này thôi. Đồi núi, đồi núi bao xa, lên cả đi hái trăm hoa, hai hoa mà ngày đây biết bao thành cầu chờ, biết bao thành cầu chờ. Sơn Trang nghe lệnh mà Chúa chuyện sửa sang khắp các cõi tiền tí. Cho muôn dân hết gặp mây gần xa, ai mà biết đến Chúa bà. Còn ai mà gặp nửa đơm sai, Chúa cho mất hết lộc tài bệnh mang, đều biết ra mà đến kêu phàn ý à. Đời thịnh vượng giàu sang hơn người, biết Chúa ra hết cả mấy cuộc đời ấm no hạnh phúc bao người mà mến thương. Nay ai bà căn số giờ dương ý nghĩa à. We'll be right back.
cưới kêu nghi cửa Chúa, Chúa thời độ cho. Đừng cho số kiếp mình long đong nghỉ, mưa dầu lăng rãi thì có đừng hỏng mà kêu ý. Nếu ai mà duyên số mấy giờ sang về đền Tiên Chúa tuần nhã đảo cầu, lập tức thì sơ cầu như ý toàn gia chúng phục lộc về vang ý. Chúa bà giá ngự ung dung, lộc hoa công chúa một cùng tình yêu, Chúa tiên sinh đẹp mỹ. Sẽ đoàn thanh gia hồi cùng rõ ràng năm phương nghe năm yếu nghe rõ ràng nghe thanh gia hồi cùng tôn quan cung thịnh mời đi nhân bóng tôn quan đi nay nằm chặt giáng hồi loạn đi ngự đồng thanh gia hồi cùng. Sơn Đông Sơn Tiêu tòa Sơn Trang Sơn Động Sơn Tiêu để thờ quan giám sát ni thượng ngàn để tối định thành xa hồi cung ca từ đề tam ni phong tôn thần mình. Độc định nghề con vua, thoại quốc trốn đi độc định, vương quan hoàng tử giáng sinh ngày ôi đền dòng về. Thank you.
chiếc nhang thành tâm, thắp một chiếc nhang tâm tấu về thoại phủ vua cha độc định một dòng tạm suốt hoài cung. Tấu về thủy phổ vua cha độc định một dòng xuất tức thủy cung. Xa năng thập xa ân phủ bi mẫn chúng sinh vô ngã đang kính nét khai hoàng phải chúng ta duyên. Văn giới rất nên nay này, văn giới rất nên chỉ quan tam phủ xét biến gió lạc vì gió đây chứng trường sinh.
giáp bạc bao phen nhuộm đỏ hồng. Quan lớn sông pha trăm trận giả như không, ra tay cứu nước trừ cơn nguy biến. Tiếng đề ngàn lắm với núi sông, dài sang khê mạch sông quân lượn chiếu càng khôn kinh phương tụ lại. Địa linh tiên sáng khi tại anh hùng sáng thế dẹp ngoài sấm lăng. Ai hàng giam sánh nghi so văn tài, so văn tài chúng chính ai đang xích đằng nghề cho chí mạnh gian. Uy danh ông lớn dày vang khắp vùng, gặp vận nước nước điều nguy biến. Cảnh điều linh nhân sóng biển sụp sôi, tôn quan giả sức phụ đời cương thiêng xuất trận lòi tuôn sông. Hình súng long bóng cả dương dương, dâu rồng mắt phượng lạ thường, thượng đình phú quý chữ vương hiền công. Về tướng mạo uy hậu lẫm liệt, đức nghĩa nhân khí tiết hiên ngang, lòng đầu hồ tấu rõ ràng, làm hồng chính vị tôn quan tổ chức. Lời chống đồng bá quân dõng dạ, truyền thủy binh các ngã tiến công, bộ binh kỵ mã tiến quân hòa vòng hiệu lệnh giáp vòng cổ khí. Quân xâm lược tức thì tan tác, sợ uy kiếm pháp mộng anh, đường đường là cuộc sĩ vô song, trổ tài xung trận đạo phong lẫy lừng. Giờ ông đã về triều nhân tư, kịp xài lên cứu trợ trận xa.